Rồi, hello các bạn, kênh Bim Chàng Sen của mình tiếp tục làm video mới nha. Về phần game Robbery Bob kết hợp với lại game Tippy Thu. Đó, đây là một cái game mới rất là nổi tiếng nha. Giờ mình mới vô, mình sẽ đi phần Sunview của Robbery Bob trước, sử dụng nhân vật là giá bệt nha các bạn, đi buffet. Đó, mong các bạn luôn luôn xem ủng hộ kênh Bim Chàng Sen của mình. Ok, thank you so much. Thank you.
Thank you.